Mông ơi, Mông ơi, Mông ơi, Mông ơi. Ủa mà biết nói gì em? Mông biết nói với mọi người. Thế chứ bây giờ mình sẽ mở ra để cho mọi người coi coi Mông đang ở đâu nha. Hi, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì chào các bạn đã đến với vlog của Khánh Vân. Thật ra thì để mà nói ngày hôm nay tại sao mình ngồi đây là vì chắc có lẽ là các bạn có thấy một cái clip mà của Miss Green với Việt Nam đã post lên là về những cái sở thích quái lạ của Vân. Em thì lại có cái sở thích là em thích một là cái gì nó to là nó phải thật là to, còn hai cái gì đó nó nhỏ nó phải thật là nhỏ. Chính vì cái câu nói đó, ngày hôm nay thì mình sẽ khoe với các bạn cái gì mà nhỏ nhất của Vân mà Vân đang sở hữu nha. Mông ơi, Mông ơi, Mông ơi, Mông ai vậy Vân? À, Mông hả? Mông là một con cướp bé của Vân. Và Vân đã sở hữu Mông chắc cũng được 2 năm hơn. Thật ra thì rất là nhiều khó khăn để mà có thể sưu tầm được những món đồ này, nhưng mà mình đã phải chờ đợi thời gian rồi công sức tìm kiếm. Mình nghĩ là nếu mà tất cả các anh chị mà chơi trong gọi là cái giới bê này thì mình nghĩ là các anh chị sẽ rất là hiểu. Mông ơi, ủa mà biết nói gì em? Mẹ ơi, biết có ai ra cà phê. Mông biết nói với mọi người. Nói chứ bây giờ mình sẽ mở ra để cho mọi người coi coi Mông đang ở đâu nha. Đây là nhà của Mông. Mình có được căn nhà này thì do là mình đã phải gọi là mình sưu tầm từng món đồ một. Thực ra tất cả những món đồ này nó đều là rời hết, mình không hề có dán cái gì cả. Đây là cái toilet của Mông. Trong cái toilet này thì mình đã sưu tầm rất là nhiều thứ, đồ nhỏ nhỏ và mình cảm thấy rất là thích. Còn đây là phòng ngủ. Mặt của Mông thì rất là lũng điệu, lúc nào cũng u buồn, nhưng mà rất là dễ thương. Là nhà búp bê trong nhà búp bê. Đây dễ thương. Tủ lạnh mở ra được luôn á. Đây. Và Vân có sưu tầm cả một cái bộ gọi là holiday, có nghĩa là tất cả những cái ngày lễ, ví dụ ngày lễ Phục sinh nè, Trung thu thì ở đây Vân còn có cả bánh Trung thu và có cả trà. Và Vân do là Vân quá nhiều đồ ăn nên là Vân phải mua một cái hộp để mình có thể bỏ vào. Đây có cơm tấm. Rồi có cả chén nước chấm luôn. Tiếp theo là cá kho Việt Nam. Và cuối cùng đó chính là một món mà Vân nghĩ là mọi người rất là thích. Bánh tráng trộn. Rồi đã nghe. Nhỏ xíu rồi mọi người. Không lỗ hàng nữa kìa. Không lỗ hàng để mong ngồi vậy mọi người ơi. Mình có cả vịt quay khi mà Noel, bánh Trung thu siêu nhỏ. Đây, mình có bánh Trung thu nè, đậu xanh một trứng. Thực ra những cái món trứng gà tách ra luôn, trứng gà có cắt ra luôn nè, rất là dễ thương, nhỏ xíu à. Đậu phộng, rồi nhiều lắm, mình có rất là nhiều những cái bánh cookie mà rất là nhỏ, nhỏ xíu siêu thôi. Và ý Mông lại lỗ hay. Con ơi ngồi dậy con ơi. Tốt nhất thôi cho nó nằm. Mà mình kỹ đến mức độ là mỗi lần mà trước khi mà mình cầm Mông lên đó, thì mình thường mình sẽ rửa tay. Tại vì thật ra là nó bằng sứ cho nên nó sẽ rất là dơ. Và khi mà tay mình mà có bụi á thì nó sẽ bị ảnh hưởng, cái mặt nó sẽ bị dơ. À còn đây là trứng chiên, nhưng mà lúc mà mình mua thì mình tưởng là bánh xèo nên là mình mua nó, nhưng mà cuối cùng mình hỏi là chị bán là trứng chiên. Hình như là mỗi lần mà Vân tiết mũi ra Tết mà có đăng hình Mông lên là giống như là tâm trạng của Vân lúc đó đúng không? Thì đúng là
mình hay mượn mông để mà mình nói, nhưng mà mình cảm thấy là mình thấy là mọi người rất là vui và mọi người theo dõi hình của mông cũng khá là nhiều. Thời gian đầu thì mọi người cũng thắc mắc, ủa không biết là mông là gì, sao có mông, mông là cung ma thông hả, nhiều người chọc luôn lắm. Nhưng mà khi mà mọi người biết rồi á thì mọi người nói là rất là dễ thương. Và Vân đang làm sao để kiếm thêm một con búp bê nữa để có thể chụp chung cùng với lại mông. Nhưng mà Vân được biết là trong các cơ hội mà chơi búp bê thì Vân có quen một cái chị đó, thì chị đó có nói là hiện tại thì chơi dòng miên man mông này thì có một chị rất là nổi tiếng, đó là chị Jack Thi Miu. Và Vân cũng có follow Facebook của chị, và mỗi lần mà thấy chị post hình mấy con búp bê của chị rất là dễ thương, chị cho mặc áo bà ba nè, áo dài rồi khăn đóng dễ thương lắm. Đây có trái dừa nè mọi người, trái dừa mà chặt rồi trong trong hộp dừa. Tại sao mình thích thì mình không hiểu, lý do thì mình thấy những cái món này rất là đáng yêu. Nếu như mà nó ở nhà thì mong sẽ có một bộ đồ bộ đây, nhưng mà ngày hôm nay thì mình nghĩ là một cái dịp rất là đặc biệt để khoe với mọi người, cho nên là mình sẽ không mặc đồ bộ mà mình sẽ cho mông mặc một đồ khác. Và bây giờ mời mọi người sẽ chờ đợi xem cơ mông sẽ mặc đồ gì nha. Tên đề, đây là mông với một bộ trang phục và mọi người chắc thấy khá là quen thuộc, đó chính là áo yếm và váy cách điệu. Và bây giờ thì mình sẽ xếp góc này cho mông mặc đồ này chơi bầu cua. Anh yêu em sao lại không nói ra hỡi chàng, đã thích em rồi anh hãy nói what I need, lòng này đã ngóng trông từ lâu. Mùa dịch tới rồi cho nên mình không thể nào quên là phải rửa tay. Và đây là đâu rồi mông, đây là nước rửa tay của mông. Nhưng mà rửa tay này là phải rửa lại với nước đó. Mông ơi rửa tay con ơi. Chắc là phải mang thêm cho mông mấy cái khẩu trang, mà hình như là mình thấy có một số bạn á là có bán khẩu trang luôn, cho nên là trong khoảng thời gian này chắc chắn là mình cũng sẽ sưu tầm thêm cho mông cái khẩu trang. Có tăm bông, rồi đây là mấy cái vỉ thuốc á, mà bữa mình chưa có mở ra, nhưng mà đây nó có vỉ thuốc nè mọi người. Dễ thương lắm. Chỉ, hộp kim chỉ. Nhiều người tưởng là ở trong đây mở không có gì, thực chất là mở ra đều có đồ hết. Mọi người có thể thấy kim chỉ rất là nhỏ xíu, mấy cái nút nhỏ xíu rất là dễ thương. Mở ra đồ hết nha, nước ép táo. Mọi người thấy cái hộp nước ép táo nó rất là thật, nhìn nó như thật luôn. Đem lên hả? Mình sẽ lấy ra. Bây giờ thì mọi người đã hiểu được cái gì nhỏ thì phải thiệt là nhỏ chứ. Chắc chắn rằng càng về sau nữa thì mình sẽ càng bí mật thêm, bật mí thêm cho các bạn những cái sở thích riêng của mình, để các bạn có thể hiểu hơn về mình hơn nhé.